Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về khóa học đặc thù thực hành dành cho kỹ sư dự toán công trình xây dựng, sẽ giúp các bạn hiểu rõ công việc của một kỹ sư dự toán, hiểu được cách dự toán bóc tách xây dựng công trình, biết cách tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, điều chỉnh phát sinh trong quá trình đối chiếu, hoàn thiện các báo cáo liên quan đến dự toán công trình, nắm vững được quy trình hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán và các quy định hiện hành có liên quan. Các nội dung trong chương trình học thực hành dành cho kỹ sư dự toán. Các bạn sẽ được học cách kiểm tra các bản vẽ, số lượng đảm bảo tính chính xác, bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình, lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thực hiện công tác thẩm tra dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường, kiểm tra thông tin về các phần giao dịch, thanh toán và quyết toán từ phía nhà thầu và phía nhà cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc. Ở kỹ năng đọc bản vẽ đối với kỹ sư dự toán, một cách thông thạo là một yếu tố quan trọng của người lập dự toán, bởi bóc tách dự toán chính là bóc các khối lượng từ bản vẽ ra. Ngoài ra, việc đọc hiểu bản vẽ còn giúp cho các bạn chọn định mức chính xác nhất, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu công tác. Về kỹ năng tính toán đối với kỹ sư dự toán, điều này đòi hỏi bạn phải nắm chắc được kiến thức toán học cơ bản. Việc thành thạo máy tính và các phần mềm chuyên dụng là một ưu thế rất lớn. Chính vì điều đó nên khóa học sẽ hướng dẫn chi tiết cần thiết cho một kỹ sư dự toán, hướng dẫn bạn sử dụng thành thạo về các phần mềm lập dự toán mới nhất hiện nay, hướng dẫn lập dự toán trên phần mềm, cân đối các số liệu trên phần mềm dự toán và hướng dẫn cho các bạn chiết xuất các báo cáo hoàn thành trên phần mềm dự toán. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa thực hành dành cho kỹ sư dự toán công trình xây dựng. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm hình thức học online và một giáo viên kèm một học viên. Điểm đặc biệt của các chứng từ hóa đơn, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trang web ketoanviethung.com. Mỗi một hóa đơn chứng từ sẽ là một video hướng dẫn chi tiết từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Các bạn sẽ được nghe và xem lại kiến thức bất cứ lúc nào. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ tại doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.